trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân là cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế và của tỉnh Hà Nam. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng cá nhân vi phạm trình bày, bộ chính trị ban bí thư nhận thấy ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng, quy chế làm việc của ban cán sự đảng, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ y tế cục quản lý dược một số đơn vị cơ sở khám chữa bệnh và trực thuộc và nhiều cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế chính sách. Cơ quan này còn vi phạm trong cấp phép nhập khẩu thuốc mua sắm thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao và thực hiện liên danh liên kết trang thiết bị y tế để nhiều tổ chức đảng đảng viên vi phạm kỷ luật của đảng pháp luật của nhà nước một số cán bộ đảng viên đã bị xử lý hình sự những vi phạm khuyết điểm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước quỹ bảo hiểm y tế gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng lớn đến chủ trương của đảng chính sách của nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân làm giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành y tế đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm quy chế làm việc của tỉnh ủy. Cụ thể, không họp bàn, không báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy cho chủ trương nhiều dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thiếu trách nhiệm, buôn lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và một số cơ quan có nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn gây hậu quả nghiêm trọng để một số cán bộ đảng viên bị kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính. Đối với một số cá nhân, Bộ Chính trị Ban Bí thư kết luận, bà Nguyễn Thị Kim Tiến với công vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ban thường vụ đảng ủy bộ y tế nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để bộ y tế và một số cơ sở khám chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền tài sản của nhà nước ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, ngành y tế và cá nhân của bà. Đối với ông Trương Quốc Cường, với cương vị là ủy viên ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 21 tháng 11 năm 2016 tới nay và là bí thư Đảng ủy, cục trưởng Cục Quản lý Dược các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Cục trưởng Cục Quản lý Dược từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2007 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016, ông cùng chịu trách nhiệm về vi phạm khuyết điểm của ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Cường đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong cấp phép cho thuốc giả nguồn gốc xuất xứ lưu hành gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, ngành y tế cũng như cá nhân ông, để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, cá nhân ông cũng bị xử lý hình sự. Đối với ông Nguyễn Xuân Đông với cương vị Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự Đảng, ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đông chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc khi thực hiện nhiều dự án khai thác khoáng sản nhưng không chỉ đạo tổ chức họp bàn, thảo luận thống nhất trong ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh, không báo cáo xin ý kiến ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy cho chủ trương, thiếu trách nhiệm buông lỏng chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản để xảy ra nhiều vi phạm quyết điểm, nhiều tổ chức cá nhân bị xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, trực tiếp ký một số văn bản để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện dự án đầu tư trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng với ông Đinh Văn An với cương vị là tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, bí thư đảng ủy, giám đốc sở công thương từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020 phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của sở công thương. Ông An chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm quy chế, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thiếu trách nhiệm buông lòng chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ cấp dưới có vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trương Quốc Cường vi phạm của ban cán sự đảng bộ y tế, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và vi phạm của các ông bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Xuân Đông, Đinh Văn An là nghiêm trọng, vi phạm của ông Trương Quốc Cường là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại thất thoát lãng phí lớn tiền tài sản tài nguyên khoáng sản của nhà nước làm giảm uy tín của ngành y tế của tổ chức đảng chính quyền tỉnh hà nam và cá nhân mỗi người gây bức xúc trong xã hội phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng căn cứ các quy định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm tinh thần tự phê bình và phê bình kết quả khắc phục các vi phạm khuyết điểm những đóng góp của từng tổ chức đảng và từng cá nhân Bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng thời miễn nhiệm chức vụ trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trương Quốc Cường, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Đông, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đinh Văn An. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.